Thưa quý vị, sáng nay tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thành Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành khai mạc phiên họp thứ 33. Phát biểu khai mạc phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, dự kiến diễn ra trong 3 ngày, phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến xem xét 14 nhóm nội dung, cho ý kiến bằng văn bản đối với 5 nhóm nội dung Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 15 và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ bảy Quốc hội khóa 15. Nhấn mạnh đây là phiên họp có khối lượng công việc tương đối lớn nhằm ra soát, xem xét các nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ bảy và xem xét các điều kiện bảo đảm cho kỳ họp. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực vào các nội dung phiên họp. Ngay sau phần khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.